đổi bầu nhá. Không chơi kiểu ác như thế đâu nhá. Đọc viên, đọc viên. Thank you.
Anh ơi, em nhờ tí. Đi luôn đi.
Dài.
Đi luôn.
10. Bóng nắm lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa đau thương nữa vừa tổ ba thì vào chút bỏ nhưng dày toàn dày cao này tổ ba thì đá đéo rồi rồi anh em ta là tổ ba thì đéo gì Đi bên nhà kia. Lại đâu? Lại. 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 Lại
Thank you.
Hey!
chạy đi ông đồng đi ông đồng đi ông đồng đi đấy đeo đủ anh chân người thì chạy sức khỏe phải chạy một lúc đấy rồi cuối cùng là mình đá mà còn đá một giờ với hai giờ chứ nhìn xem con đá vào cổ được tinh tinh ấy đúng rồi. Ba. Phải để chạy cánh Quyền ơi. Đang nó chạy cánh không à? Quăng vào sau lưng nó. Anh sao chưa? Anh ơi. Thôi đừng cố nữa, cua đồng. Một người vào trong, Hùng ơi đeo, Hùng ơi đeo lấy vào. Đeo. Đeo cổ. Đó đây. Ok, hàng ra. Chạy tí dạ vâng. Người nó đi. Ra chân sau lưng em. Đá mở rộng biết. Dũng lên nào, đá như hiệp 1 ra rồi, ôi ỉu quá. Lắm em ơi. Lên.
Lên đây.
với anh Đức vào đi. Anh vào còn ngon. Anh đá vào ông chẳng vào tay. Đéo phải tại đó anh biết anh vơ tay mà ông vẩy. Có đấy đi tranh bóng. Ngồi ngồi anh đeo. Anh đeo chân lên. Ừ, đang nhảy một mày. Ông về đây. Không được, không được. Ui, thật đấy nó khỏe lắm. Rồi. FCG đạt thứ mấy? Ba. Anh Hoàng sang bên này giao lưu trận đấy. Anh Sơn một phải đá máy em thích. Em bỏ Sơn này thôi. Đá phải lọc hay hở. Ôi. Cao lên đâu anh này. Đẩy bên chạy lên. Ôi, mạnh thế. Ôi, mạnh thế. Chậm thôi, có dê đấy. Thank you.
Trung ơi, em ơi, phá lên chứ. Ui, giống mấy cái nhau. Hai thằng nó lao quá nhỉ, nhau tránh được chết. Mày quá, nó lao chậm hơn. Ra tránh nhá. Chứ nó không có quả dính thâm, chứ nó nhá. Hai thằng nó kẹp sóng đấy, nó đâm vào nhau. Mạnh cơ, đá thật mạnh cơ. Đẹp rồi. Anh đi về anh tắm ấy. Thank you.
mình nó sẽ còn kiếm đã muộn.